Hậu Đỗ Thị Hà chụp ảnh ký hiệu chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Hoa hậu Việt Nam 2020 diện áo dài trắng nên nã khi chụp ảnh ký hiệu. Chỉ vài tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Để đánh dấu việc khép lại hành trình 4 năm tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng bạn bè đã chụp ảnh ký hiệu nhằm lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp của thời thanh xuân. Hoa hậu đã hoàn thành việc bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp. Trong bộ ảnh, Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn áo dài trắng nền nã. Cô chọn cách trang điểm nhẹ nhàng, làm tóc nhẹ nhàng để tôn lên vẻ trong trẻo với vóc dáng cân đối cùng chiều cao ấn tượng 1m75. Đỗ Thị Hà nhận được lời khen ngợi khi mặc áo dài. Đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi tuổi 19, Đỗ Thị Hà đã kết thúc nhiệm kỳ rực rỡ vào cuối năm 2022. Chỉ vài tháng nữa, cô sẽ tốt nghiệp bằng cử nhân Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Đỗ Thị Hà hiện là sinh viên năm cuối ngành luật kinh doanh. Trước đó, cô có thông tin cho rằng Đỗ Thị Hà ít hoạt động trong nhiệm kỳ. Người đẹp chia sẻ lịch trình học tập của cô tại Đại học Kinh tế Quốc dân dày đặc nên cô cần tập trung cho việc học. Chia sẻ với báo chí, người đẹp nói: "Khi đi thi Hoa hậu Việt Nam, tôi hoàn toàn hoãn vài môn. Đến đợt training để thi Miss World lần thứ nhất, tôi tiếp tục phải hoãn thi một học kỳ nên bây giờ đang phải học và thi vài môn của kỳ trước. Số lượng môn học nhiều khủng khiếp, gần như gấp 3 các bạn nên đôi khi tôi cảm thấy rất áp lực trong việc cân bằng giữa việc học và công việc. Hết nhiệm kỳ tôi vẫn có thể chạy sâu, nhưng nếu bây giờ không học thì sẽ bị trễ so với các bạn và bị khán giả chê trách vì hoa hậu mà lại ra trường muộn hoặc rớt môn. Chuyên tâm vào việc học tập nhưng Đỗ Thị Hà vẫn không quên hoàn thành trọng trách với cương vị hoa hậu. Cô tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và cộng đồng. Ngoài ra, Hoa hậu Đỗ Thị Hà còn là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World 2021 và mang về thành tích lọt top 13. Hiện tại, Đỗ Thị Hà đã đảm nhận vai trò thành viên ban giám khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Trước đó, người đẹp cũng nhiều lần ngồi ghế giám khảo các cuộc thi nhan sắc khác. Gần đây, Đỗ Thị Hà được chuyên trang sắc đẹp Miss Solo Goji đề cử vào top 67 cuộc bình chọn Timeless Beauty vẻ đẹp vượt thời gian 2022. Chia sẻ về dự định sau khi tốt nghiệp đại học, Đỗ Thị Hà cho biết cô vẫn hứng thú với các hoạt động showbiz nhưng tập trung để phát triển công việc kinh doanh của riêng mình.